Xin kính chào các bạn thân mến, các anh chị. Hôm nay mình chia sẻ cho các anh chị quê hương mình. Thì theo giai đoạn của Thủ tướng Chính phủ ký này, giai đoạn 2015-2020 đó, thì ở Quảng Ngãi mình thì những cái xã mà lên nông thôn mới thì 2015-2020 là lên nông thôn mới, nếu mà xã nào không lên được thì sẽ bị kẹt thi đua là lên nông thôn mới các bạn. Hiện giờ ở quê mình thì người ta cũng đoan là trong vòng năm nay đó, 2019 đây là chuẩn bị là lên nông thôn mới là cuối năm đó. Thì hiện giờ ở Đại Bảo Thành của xóm ở quê mình cũng có rô cho mà nhiều người, người ta là ở gần đường rồi nhiều lúc không có nghe rõ kịp, nên mình cũng chia sẻ cho các anh chị đó, có cô bác ở quê đó, khi mình lo tấu gì mình rảnh rỗi mình mở kênh YouTube của mình thì có thể mình sẽ nghe lại cho nó chi tiết hơn một xíu. Rồi mình chia sẻ cho các anh chị ở xa biết được quê hay quê hương mình độ mới như thế nào, vừa là những cái chỗ mà cuối năm 2019 này đó, cuối năm 2019 đào có thể qua là đào năm 2020 thì có những địa điểm đất người ta bán đó, làm khu dân cư đó. Thì các anh chạy ra xa làm ăn là muốn về quê đó, mình mua một lô đất mình ở thì mình cũng biết cái địa điểm chỗ nào và giá đất nó vô động cỡ bao nhiêu. Đây để mình bấm lên ở đây. Đây là theo thủ tướng là ký là số quyết định là 491 QĐ là đó, nghị định đó các bạn ơi, nghị định 491 QĐ. Đây đó là trong nông thôn mới lên đây là có 19 tiêu chí nuôi bà con, quy hoạch và tập điện quy hoạch nè là một, nghe không chạy ồn quá rồi. Hai là vô thăm, ba là thủy lợi, bốn là điện, năm là trường học, sáu là cơ sở vật chất văn hóa, rồi bảy là chợ nông thôn, rồi tám là bưu điện, chín là nhà ở dân cư, 10 là thu nhập, 11 là hộ nghèo, 12 là cơ cấu lao động, 13 là hình thức tổ chức sản xuất, 14 là giáo dục, 15 là y tế, 16 là văn hóa, 17 là môi trường, 18 là hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, 19 là an ninh trật tự xã hội thưa bà con. Đó là 19 tiêu chí mà nhà nước đó, nhà nước đã đề ra cho những cái thôn mà muốn phấn đấu ra lên được nông thôn mới. Ở quê mình là xã Tân Bác này, Tịnh Giang này, Tịnh Minh đó, là mấy cái xã lân cận mình đây là đã lên nông thôn mới. Còn xã Tân Đông mình đó là trong năm nay, cuối năm nay phấn đấu lên và đường xóa đồ lòn. Người dân hiện giờ nhiều chỗ thì người dân là chịu công và có sọn, còn nhà nước sẽ cho xi măng các bạn đó, là sẽ là hợp tác với nhau mà lòn nhà nước cho xi măng hả. Rồi ở quê mình hiện giờ đó các bạn ơi là đoan xây là thôi đó ơi đoan là phải xây chợ các bạn. Quê mình chưa có chợ mình có khách mình dần xíu rồi có gì mình thôi anh. Rồi trở lại các bạn ơi, ở quê mình bây giờ hiện giờ đoan là sẽ định là xây cái chợ đó, xây cái chợ ở chỗ sân Bơ Ngoa trên cho sông giữa Đồng Nhân Bác rồi đó các bạn. Nó sẽ định xóa sẽ làm cái chợ ngay đó giữa thôn,
để cho nó điều cái xã của mình đó, người ta quyết định là làm cái chợ này đó. Rồi đối diện cái chợ đó thì ta cũng có bán đất để ta làm khu dân cư dân sinh đó. Nếu anh chị muốn mua thì lên đó mua cũng được đó. Thì không có, dạ không, à bón cái xe ba tóm á. Anh viên họ anh mua xe của ơi mà rồi nếu anh chị muốn mua thì ở mình đây là cái sân bóng Tình Đông mình đây, để chiều mà lên mình sẽ quay mấy em đá banh, mình sẽ quay luôn cái chỗ sân banh cho các anh chị các bạn coi. Ở sân banh mình đây là cũng rất là dài là rộng đó, mà trục đường ngoài đây luôn thì người ta là ngoài đường á, là người ta sẽ là mấy cái sân bóng á mà gần đường rất là nguy hiểm. Mỗi lần đá giải rồi xe rồi kẹt xe rồi, hoặc là mấy em đó banh gian banh ra ngoài là không có bật tường che cũng gian nguy hiểm, người ta đi đi đường dễ té các bạn. Nên người ta vào sân banh ra ngoài đồng hai độ mà đây đó là đối diện nhà mình đây các bạn đó. Rồi người ta cuối năm là người ta sẽ làm cái sân banh đó, và có cuối năm 2019 đó, người ta sẽ làm cái đồng hai độ đây đó, người ta sẽ là quy hoạch làm khu dân cư đó, thì đấu thầu. Nếu anh chị chuẩn bị tiền rồi cuối năm 2019 đầu 2020 đây sẽ anh chị sẽ đấu thầu mình mua đất ở đem nở đó. Sân banh đây thì giá nó có thể là phía mặt diện nó sẽ cao hơn. Đây là chạy xíu các bạn, mình có khách. Quay lại các bạn ơi, thông cảm do khách ta bị hư xe nên mình tư vấn nha ta. Hồi nãy mình nói tới đâu chứ, nói tới đoạn mà có đất là sân banh với đồng hai độ ở đây các bạn ơi. Đây ví dụ như giới thiệu cho bạn này, quê mình nè đó. Đó, đồng hai độ là trước đối diện nhà mình đó em, còn sân banh góc doa trên đây đó, trên đó thấy không, đó ngoài đường đó, thêm nghĩ nó bốn mặt đường thì giá cao hơn, còn phía trong nó rẻ hơn, còn phía ngoài này thì vô động cả phía đồng hai độ mà đó bọn ai đó sau mấy nhà đây đó, thì vô động cả trăm mấy 200 triệu là một lô thôi chứ không nhiều đó. Như ví dụ như cái nhà đây gần nhà mình đây các bạn ơi đó, bón cái nhà này là nhà luôn nè, họ sáu mấy dài 45 mét nè, cả nó nhà đi bón thấy không. Thì giờ cái đây là khi mà ta mua nhà thì chủ yếu ta mua cái đất thôi, còn cái nhà ta đập là giá hiện giờ 1 tỷ các bạn thấy không, nè thấy không, để bón nhà các bạn thấy không đó. Đó, quê mình giờ đường xe quốc lộ 24B ở đây giờ cũng đang phát triển các bạn thấy không, đường bê tông rồi thấy không đó. Thôi giờ vô mình chia sẻ đó. Quen mình này mình làm YouTube là mình biết cái gì mình chia sẻ cho các anh chị có bọn làm khi ở xa mình không biết đó, thì quen mình như thế nào để thì mình chia sẻ để mình giúp được gì cho các anh chị các bạn muốn mua đất để đó mình sau này bón kim là, hay mình mua để đó sau này mình xây nhà cho con, hay mình lấy tuổi thì mình về quê mình ở ở cho nên tỉnh ở quê mình nông lên nông thôn mới đi các anh chị ơi. Ví dụ nha, mình đi có cái chợ này này, chợ này bón cũng rất là đông, nhưng mà ít bữa dưa người ta sai đơn là có chợ trú trên đó. Thì ở đây mình nếu mình đi chợ mình lên tỉnh thì cũng hơi xa. Em bấm cái đây để mình nói thêm nha. Ví dụ như người dân mình ở quê mình thì hiện giờ thì xe trả rót thì hiện giờ chưa có, mình bé có, nhưng mà Tình Đông mình chắc có thể cuối năm mới có các bạn đó. Rồi chợ thì bữa xây đó, rồi
ở quê mình đường, nhất là đường xá, thì người người dân của mình đây thì ví dụ như làm những cái đường cho nó rộng nó lại lại ra, người dân có thể mình góp được cho quê hương mình, cho làng xã mình cho đất nó cho nó rộng xíu, ví dụ như mà đường đi đó cho nó thoáng xíu, người dân mình góp cùng nhà nước mình làm cho nó quê hương mình nó khang trang. Còn ví dụ như vấn đề hộ nghèo thì có cô bác anh chị mà đi làm mà không đi xe máy được, rồi cũng lớn tuổi nhà công ty rồi, nhiều khi cũng ít nhận thì có thể mình cháu chia sẻ cho các cô các chú mình làm cũng có tiền mà làm, nhiều người muốn làm chủ tại tự do của mình thì ví dụ như là có cô chú muốn làm có tiền cũng dễ thôi. Ví dụ như mình lấy vé số mình đi bón nè, từ đây mình đi bón xe đạp được, hoặc cái xe máy cũng được, đi từ đây bón xuống Quan Ngãi bón gì họ vừa bón vé số thì mình mua lấy sim cọt vé số cả, mình thuê chân mới lần đầu tiên mình thuê chân người ta có 1 triệu thôi đó, mình lái sang là quen người ta bón, người ta biết nhà cửa rồi, biết đâu họ quen rồi người ta trả tiền lại cho mình thôi, thời gian tháng hai tháng nó trả tiền lại cho mình thôi, rồi mình lấy cái tiền đó thì mình mua cọt cả 1 triệu cọt cái thôi, mình bón một cái cọt cây 15.000 thì mình lời cả 2,5 rồi, bữa nay chứ cả lại 2,2 gì đó đó, về cái cọt 10.000 có cọt 10.000 thì mình lời cả 4,5 gì đi đó, lúc trước là 5.000 lận, thì có cô chú mời số người ta không mua thì mình mời cọ đó, rồi không mình mua dây chai thêm cũng được, ví dụ như mình đi dọc đường nó có lon mình con mình lượm, nếu mình xuyên mình lượm lon rồi đó, cho nó vừa sạch chạy đường xóa mình mà lon vừa bón có tiền đó, và ai có nhiều thì mình mua luôn, mình bón lại những cái lò dây chai gần đó đó, ví dụ như dây chai mình lượm nè mình mua mình bón luôn, còn kiếm cho nó 50 thôi, rồi cọt bón nếu mà bón vỏ ngang nha, cọt coi vậy mà bón kiếm 100 là bình thường, dây số kiếm 100 nữa là ngày anh chị cô bác là đổ xăng hay là nếu mà xe đọt khỏi tốn tiền đúng không đó, còn không thì đổ xăng ăn uống nước non thì ví dụ như đi một ngày kiếm 200 thì khó kiếm 6 triệu rồi, thấy không đó. Ở đây con chia sẻ ở đây cho những anh chị giờ anh chưa có việc làm đó, mình có thể hoặc mình đơn chờ công ty gì đó nó đơn là xét nhận cho mình làm thì mình tạm thời mình đi làm có việc mà tự do đó, sức khỏe mình không có ví dụ vậy mình làm mình mãi cho mình nghỉ không thì đó, nãy mình chia sẻ cho các cô các chú á, nếu các cô các chú thấy được thì mình đi làm bón nhẹ nhòn mà với số mình bón thì 5 giờ 4 giờ rưỡi mình trả nam, còn cọt thì mình mua mình bón hoài thôi đó, cọt là bón miết thôi đâu có sâu đâu, thấy không đó, cọt 20 đề tím cũng gần có 1.000 bạc rồi đó, thì nông thôn mới ở quê mình thì mình chia sẻ cho các cô bác ở đây đó, rồi video tới đây nó cũng đã dài rồi, con là xin cảm ơn bà con cô bác các anh chị đã theo dõi video. Hẹn con ngày hẹn lại những video sau.